Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, 42 bị cáo trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn thành phố Sông Công. Tòa án nhân dân thành phố Sông Công đã tuyên phạt 42 bị cáo với tổng số 996 tháng tù giam. Trong đó mức án cao nhất là 38 tháng tù và thấp nhất là 20 tháng tù. Bốn đối tượng được hưởng án treo. Điều đáng nói là các bị cáo tuổi đời còn quá trẻ, đều từ 16 đến 18 tuổi. Đây là bài học dành cho các đối tượng coi thường pháp luật, thích tụ tập, gây dối đánh nhau, gây mất trật tự an ninh công cộng đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho các gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra